Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa để ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có bão anh em, ảnh hưởng bão gì đó, bão số 4 gì đó ha. Nên trời mưa thì bên mình không có thể ra ngoài review xe giới thiệu cho anh em được. Nên anh em thông cảm ha. Hôm nay thì bên mình mới vừa về một con Suzuki đời 2013, 2014 anh em. Xe này thì bên mình cũng mới vừa về luôn. Hôm bữa bên mình đi lấy thì có up hình trên video cho anh em xem rồi đó. Con này thì bên mình lấy với Đồng Tháp ha. Xe khá là đẹp luôn, của anh chủ đang sử dụng luôn anh em. Thì có kêu mình bán chiếc xe, thì mình xuống mình thấy xe thì cũng khá là ok. Nói chung là tuyệt vời, nên bên mình đã chốt con xe và chở về. Hôm nay thì bên mình về thì bên mình đã cho lính nè, rửa sạch sẽ nè, thay nhớt rồi lau chùi đánh bóng đồ lên rất là đẹp luôn anh em. Xe còn khá là đẹp luôn. Con này đồ đạc ring còn đẹp đó, nói chung là có chống đứng luôn, dựng thì cũng khá là ok. Nhìn con này có đèn LED luôn á cả nhà. Cả nhà có đèn LED luôn. À, đúng rồi, có đèn LED luôn. Cũng rất là sáng. Nói chung là cũng tuyệt vời cho anh em mình. Anh em mình mua về thì anh em mình không cần phải làm gì hết nha. Vì xe này thì em thấy cũng khá là ok rồi. Xi nhan thì chủ xe có đưa lên trên này anh em thì cũng em thấy cũng hợp lý anh em. Vì đưa lên đây là nó không có bị gãy. Còn ring của nó làm chỗ này thì rất là nhiều anh em phàn nàn về xi nhan Suzuki GZ là nó gãy anh em. Thì người ta đưa lên đây là khá là ok rồi. Thùng đồ ring rất là đẹp. Con này thì máy ring nha, máy ring FI đồ em kiểm tra hết rồi, vệ sinh sạch sẽ, lọc xăng nè, rồi FI là ring, máy ring chưa đụng chạm gì hết, có gắn chống đứng thì chủ xe nó lúc trước có mua bên mình luôn, chống đứng này thì bên mình bán đây, nên anh em dựng nó rất là dễ anh em, có bàn đạp nó trợ lực nó rất là khỏe luôn, tem GZ, xe này xe ring chưa làm gì hết nha, cả nhà mình đó, máy ring FI ring, mình mua về thì mình thay nhớt rồi nè, thay lọc nhớt luôn rồi. Đó cho anh em mình luôn, là anh em mình về là chỉ việc đi thôi, nhưng mà làm gì hết. Lọc nhớt thì bên mình đã thay ra rồi anh này, thay ra có để ở đây luôn anh em nè, lọc nhớt bên mình là thay nhớt và thay lọc nhớt luôn cho anh em mình luôn rồi, nên anh em mình không phải thay gì hết nữa đó. Lọc nhớt thì bên mình có bán luôn anh em cả nhà mình để ý nha, lọc nhớt bên mình có bán luôn, anh em nào có mua là thay nhớt thì anh em mua là lọc nhớt để thay vô luôn nha. Đây giới thiệu cái lọc nhớt luôn cho anh em mình cả nhà mình luôn. Đây là lọc nhớt mới nha anh em, đây là lọc nhớt mới nè, là bên mình thay nhớt và thay lọc nhớt luôn rồi, hàng chính hãng, nên anh em mình mua về thì anh em không cần phải làm gì hết, đi thời gian rồi anh em thay nhớt lần hai lần rồi anh em mà thay cái lọc nhớt nha, vì lọc nhớt này mua thì cũng không mua nhiêu tiền đâu, nhưng mà nó bổ quẩn cho cái máy mình lên nhớt nó ok. Đấy, con này thì đời 2012 2013, con này thì khá là ok luôn, bi đông ring tiếng hậu đồ ring côn đồ máy nhẹ lắm nè, dây nhựa đồ kháng thiết độ nói chung là ok tất tần tật mọi thứ, là bên mình đã làm ok quần chỉnh hết cho anh em rồi, vỏ trước vỏ sau nói chung là đồ đạc thì em thấy khá là đẹp, rất là đẹp rồi. Chủ xe có làm cho mình thêm một cái miếng này nữa để cho đi nó khỏi bị tạt nước dơ sình đó anh em, thì em thấy cũng hợp lý, hợp tình hợp lý đó. Nói chung là ok, con này thì bên mình đưa ra cho giá cho anh em là bên mình bao phí vận chuyển bao ship luôn cho anh em nha, 43 triệu là bên mình bao phí vận chuyển bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Bên mình anh em ở xa rồi bên mình gửi là gửi bằng tàu lửa đó, tàu lửa thì giống như hôm bữa bên mình cũng có, hôm qua bên hôm kia bên mình có gửi hai con về Hà Nội, bên mình có up video cho anh em xem luôn đó, gửi tàu lửa thì 2 triệu đến 2 triệu rưỡi là người ta bao bạc cho mình rất là ok luôn đó, gọn gàng, và khi mà xe tới thì người ta sẽ ô lô cho mình ra lấy đó, nói chung là rất là tuyệt vời. Còn những anh em nào mà ở gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà lăn gần tầm cỡ 300 cây số trở lại thì đích thân em sẽ chở đến tận nơi cho anh em mình luôn, nên anh em mình yên tâm về vấn đề đó đó, ok chất lượng cho anh em. Đây con này thì tư thế ngồi mấy con này anh em ngồi chạy cực kỳ thoải mái luôn nha. Video này thì ở trong nhà nên thành ra em cũng review hơi dài dòng một tí. Số nè, đó map rất là nhẹ luôn, hộp số của nó thì 5 số, chỉ là em sẽ giới thiệu cho anh em. Em nổ máy, tắt tiếng máy rồi các kiểu cho anh em mình luôn, vì em ở trong này thì không có chạy được. Nên thành ra em cũng hơi ấy một chí, em là review rồi thích review ở ngoài đường. Rồi chạy thử rồi test tiếng máy, nổ máy các kiểu cần đời điểu cho anh em mình xem luôn. Nhưng mà trong này thì nổ máy không được anh em. Ở quên, năm này thì chạy không được, nổ máy thì vẫn bình thường thôi. Đây. Con này khá là đỉnh luôn anh em. Con này nguyên ring nha, em kiểm tra rất rồi. Là IC ring, sạc ring, FI là ring, chưa có mở gì hết. Chưa có đồ chế gì hết, vì nhiều chiếc Sugar Z mà nhiều anh em mua mà những dòng xe mà người ta đã mở sửa đồ này kia đó là nó rất là ấy nha. Còn con này là nguyên ring luôn. Nguyên ring luôn. Anh em mua mấy dòng này anh em về sử dụng rất là ok luôn, 43 triệu là bên mình bao phí vận chuyển bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Đây để em giới thiệu cho anh em xem kỹ con xe.
Anh em nào có chốt giá thì liên lạc cho mình số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng là địa chỉ cửa hàng bên mình là ngay đầu hẻm 262, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp tại cửa hàng luôn. Anh em chốt xe thì bên mình vẫn bao ship cho anh em nha, toàn quốc luôn. Đây, em sẽ giới thiệu cho anh em mình xem. Đây, con này là nguyên zin, đồ đạc là đẹp nha, lốp máy đồ dần xi, dần sơn đồ cực kỳ ken luôn. Lốp máy anh em nhìn đồ xi rất là bóng nha, rất là đẹp. Đó, mấy con này thì càng là xi nhan của nó là nguyên zin hết. Về nước sơn, xe là không có té ngã trầy bể gì hết, xe còn khá là mới và đẹp luôn. Đây, mâm trước vỏ phục rồi, nhìn rất là bóng nha. Đó, anh em nào mua mấy dòng này thì nó phun xăng FI điện tử thì nó khá là lợi xăng luôn. Đây, cản chống đổ, cản dựa, đột lốp máy rồi, đẹp. Đó, ông bãi sạch sẽ nha. Đây, anh em nhìn cái máy này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, dòng này là Suzuki GZ150. Con này thì FI, nó phun xăng thì cực kỳ lợi xăng rồi. Xăng của nó thì chạy, anh em chạy nếu như đường trường ha, đường mà vắng vẻ, đường trường anh em ra đường trường anh em chạy là có thể tầm 50 cho đến 55 cây số một lít xăng. Rất là lợi xăng nha, mấy dòng này cực kỳ lợi xăng. Còn nếu như anh em mà chạy trong thành phố thì tầm cỡ 50 cây trở lại. Đó, anh em mình để ý nha, còn tùy theo cái mức độ anh em sử dụng chạy nữa. Đây. FI của nó. Anh em nhìn này rất là tuyệt vời luôn. Đó, anh em nhìn FI nha, máy chưa mở nha. Máy chưa mở, ốc tán thì em thấy vẫn còn mới ha. Đây, bãi màu rất là đẹp. Đó, anh em nhìn cực kỳ ken. Đây, hộp số của nó thì 5 số, số 1 trước 2 3 4 5 thì mình móc lên. Con này thì có gắn chống đứng luôn, chống đứng thì mình chỉ có gắn vô thôi nha, không có chế bắt gì hết nha. Chống đứng này thì bên mình có bán luôn. Đây. Anh em chỉ cần gắn vô thôi, không chế bắt gì hết. Nó rất là đẹp luôn. Nước sơn nè, đó dàn xi dàn đồ rất là đẹp. Đây, nhôm sinh đĩa nè, đó, đồ rất chân đồ. 43 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây, đồ xi con này khá là mới luôn, nhôm sinh đĩa ken luôn. Đó, anh em nhìn ha. Đây. Đó, còn khá là mới. Đây, ốc tán vẫn còn bãi màu nha, vẫn còn sáng nha. Đó, mấy con này thì anh em mình mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm. Không cần làm thêm bất kỳ cái gì nha. Ô đồ của nó nè. Đồ của nó con này thì chạy 20 mấy ngàn cây rồi. Đó. Đây, đồ đạc xi nhan rồi, rất là tuyệt vời. Anh em đi số bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu hết. Báo cho mình số bấy nhiêu đầy đủ hết trên này. Con này ô đô của nó chạy 23.000 cây, cũng thấy ít, đó, đó là ít. Rồi càng đèn xi nhan rồi, chìa khóa rồi, nói chung là đầy đủ hết. Con này là đời 2013 nha, 2013. Xe là dòng xe nhập Nhật nguyên con, đồ đèn rất là sáng. Đó, bên mình bán là có ship đi các tỉnh luôn, nên anh em mình ở tỉnh ở xa, anh em mà không lên được địa chỉ cửa hàng mua thì bên mình vẫn có ship về tận nơi cho anh em mình luôn, vẫn có ship về tận nơi luôn. Ốc tán nhìn rất là đẹp nha. $43 triệu bao ship toàn quốc nha. $43 triệu bên ngoài còn kiếp nữa. Giá bên ngoài thì hôm bữa mình có review cho anh em là rẻ hơn. FI đây, ông FI mời viên gia băng rất là sáng. Con này là máy chưa mở. Đầu lòng nồi đồ rất là đẹp. Suzuki GZ150. Đây. Đồ xây can luôn. À, nước sơn. Tem đồ nhìn khá là ok. Bô rinh nha. Bô rinh. Xe là không có chế độ gì bô hết nha. Bô rinh của nó nè. Bô rinh của nó. Tán cùng chất lượng. Xe không rồi. Con này máy là ok luôn. Đèn xi nhan thì người ta đã làm lên trên này cho mình rồi nên nó không có bị gãy. À, nó khó gãy hơn, không bị gãy nha, mà rất là đẹp luôn. Đây. Nha, cản dựa rồi, nhìn khá là ok luôn. Rất là nhẹ.
Con này có chống đứng luôn nha, chống đứng thì mình tăng sên rồi rửa xe rồi rất là khỏe, là tiện luôn. Đây, nước sơn con này bóng nha, rất là sáng, 43 triệu bên mình bao ship luôn. Anh em ở xa thì bên mình thì gọi tàu lửa ha, còn nếu như anh em ở gần thì đất thân mình chở tới tận nơi cho anh em mình luôn. Đây. Mấy dòng này anh em trả số bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu ha, rất là tiện lợi. Đây, anh em trả số bao nhiêu thì nó sẽ báo cho mình số bấy nhiêu. Anh em để ý ha, anh em đi số 1 nó sẽ báo cho mình số 1, rất là tiện nha. Số 2 nè, đó, số 3 nè, 4 nè, số 5 nè, đó, 5 là hết số rồi đó. Anh em về số anh em dặn phía trước, thế nên về số rất là đơn giản nha, rất là đơn giản luôn. 3 nè, 2 nè, 1 nè, mo nè, 1 nè, móc lên nhẹ lên là số mo nè, đó rất là ok luôn. Lúc tăng máy phụ nha, đó, còn nguyên zin hết, đèn led trước, đèn led trước luôn, rất là sáng nha, đó, đèn led trước luôn, đó, cực kỳ sáng luôn. Anh em mua về dưới tỉnh thì anh em cần không cần phải thay bóng đèn nữa, vì bóng đèn này đã quá sáng rồi. À, rất là sáng rồi. À. Đèn đèn xi nhan đồ đầy đủ hết. Anh em nào mua GZ thì liên lạc nha, số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Số điện thoại thì có Zalo luôn, anh em ở xa anh em muốn xem hình ảnh thông tin qua Zalo thì anh em kết bạn Zalo nha. Đó, bên mình sẽ gửi hình ảnh thông tin qua Zalo cho anh em. Con này thì Vinh hết, đồ đạc rất là đẹp, chuyển đồ Vinh hết, xe là không độ không chế gì hết, vẫn còn nguyên Vinh, nó khá là đẹp, độ xi rất là bóng nha. Đấy. Mấy con này thì anh em mua về chỉ việc đi thôi nha, không cần làm thêm cái gì. Máy là nguyên zin, ốc tán là vẫn còn mới, chưa mở nha. Nè, quốc của nó mở bằng chìa khóa nha. Đây, đèn ngọt sáng luôn. Phòng này khá là lớn luôn. Mở bằng chìa khóa ha, rất là tiện luôn. Dòng GZ này bên mình có xe rẻ hơn nữa nha, có xe rẻ hơn nữa. Anh em nào muốn mua xe rẻ hơn bên mình vẫn có những dòng rẻ hơn, GZ 150 bên mình cũng có con xe giá rẻ hơn. Đây. Con này thì có cái giá rẻ hơn cho anh em, nó cũng đẹp như nhau hết. Gan hết, xe nào cũng gan hết. Con này thì có chống đứng, cũng có chống đứng luôn. Có đèn LED luôn, có thắng địa sau luôn. Cũng con này thì giá mình để hơn giá rẻ hơn cho anh em. Thì con này bên mình đổ xe được cái giá rẻ thì mình để rẻ cho anh em nha. Đó, anh em mà xem. Anh em thích thì liên lạc cho mình. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em mình video sau. Sẽ tiếp tục review, giới thiệu nhiều xe cho anh em mình xem nha. Anh em xem xong video thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi những video sau.
bên cửa hàng mình up lên.